nó sắp nghỉ bơm rồi. Không còn trộn nữa phải không? Hàng với tổng với xìu phải không? Trộn với xìu rồi. Trộn bây giờ này cũng trộn. Này chắc từ hôm máy này nó sinh ra đời tới giờ luôn á chứ. Vợ chồng con đã đi chợ xong rồi nè, mua một đống đồ luôn. Sáng ngày nói thôi đi không có nhiều, đi mua đồ ăn không có nhiều đâu, không có đem cái vỏ sách. Rốt cuộc mua một đống luôn, đầy xe luôn. Con đã về tới xưởng rồi. Chạy dưới, chạy lên nha chú. Về tới xưởng rồi, giờ mình chạy đem đồ xuống dưới, đồ nhiều quá. Em đông. Rồi chạy ngược lên. Đông gì giống gì? Hả? Giống gì vậy? Bịt khẩu trang không? Đâu biết đâu. Không phải. Quen á mà không biết tên. Ai cũng quen trên mà không biết ai. Tưởng này ai cũng quen mà không biết tên ha. Đây là chiếc phà nè. Phà này ngày hôm qua mới rồi đi xuống Xà Lan thôi. Đó, Xà Lan mình đậu ngoài đó. Thì gõ xuống tới rồi. Gõ xuống tới hả? Nè, có dấu xe nè. Ừ. Giờ tải đồ xuống thôi. Hả? À? Cáo lên. Nặng à. Bịch này hơi nặng. Không, không, cái này không có gì hết. Có bánh không à. Ngân mua nguyên một bịch bánh luôn. Đây. Này là bánh. Đặt rau nè. Mấy ông gỗ nãy giờ xuống đâu vậy sao? Mới xuống đây mới vừa chuyền xong á, rồi hai vị cháu mới... Nãy giờ hai vợ chồng Ngân đi chợ á, mấy cái anh gấp tủ anh xuống tới luôn rồi. Hello, hello. Gấp vô luôn rồi hả, chưa có dời đồ gì hết trơn. Đây, đây là cái tủ mới của mình đây. Ủa nay Ngân không đo thấp chưa cả. Còn chân nữa hả? Thì anh Triều anh ghép gấp tủ. Giờ Ngân đi xuống hầm máy nè. Ở dưới hầm máy có anh đang chỉnh máy dưới nè. Nè cái cánh hả? Đâu sao? Cái này kêu bằng gì? Cánh bơm tròn. Cánh bơm tròn. Cánh bơm tròn hả? Này cánh khói đi ra nè.
Trời ơi, nó chết vậy. Hai cái, coi đây vậy đi. Ủa là nó bị vậy nó mới chảy nước hả anh? Không, nó hư cái pot. Đó là cái cánh nó mục luôn. Mục cánh, hư cái pot nó chảy. Dao chảo ron chứ tôi. Ron hả? Dao lên chảo đến đây chắc không có dao quá thôi. Nó bay tua luôn đó nhà ơi. Mục luôn. Mấy bữa nay cái thùng nước xanh á nó bị nhiễu nước. Cái này cái mới nè, cái mới của con ta gì đây nè, N14 bố nó bị xì vậy chỗ nào sao xì vậy đây nè, đây xì nó chảy ra vậy nè, biết tao thấy trong đó nó đúng ra, tao không biết tao báo gì tao nói giờ tao nghe cái lỗ vậy là thợ máy biết rồi. Mới thăm máy bữa trước bữa sau thôi, cái bồn nước máy nó đâu mất tiêu hết trơn rồi. Nghe còn nói chạy vậy Dưỡng ơi. Đâu, mới rồi. Thì mới chăm lúc mà nhận hàng xong là chăm đi về đó. Vậy Dưỡng ơi, tao nói nó cạn luôn rồi. Đi lên tới chỗ đậu anh Ngân, anh còn xuống anh thăm nữa. Qua ngày sau thay nhấc máy là thấy cái bồn đâu mất tiêu hết rồi. Cánh nó sắp nghỉ bơm rồi. Không còn trộn nữa phải không? Hàng với tổng với xìu phải không? Trộn xìu rồi. Tơi đã. Trộn ra về này cũng trộn. Này chắc từ hôm máy này nó sinh ra đời tới giờ luôn á sao? Nó sinh ra đời nó gần vậy á. Nó sinh ra đời tới giờ. Cái rô quỷ á. Thôi không biết, nghe nói là không biết đem theo. Hả, mà nói cái là biết chứng bệnh liền. Hừ, cái đó là biết. Nó sẽ biến chứng ra cái gì nữa rồi. Kéo rồi sao? Kéo mà. Kéo mình đó có. Có. Cô nó sỉnh. Bà lạ rồi, lên đó là xuống. Quân hình của sỉnh đâu, còn chút thải 70 rồi. Bỏ giò ở đó, bỏ giò xuống là lụm bạc, không nói gì hết. Nè. Ông té xuống ông là như cái lộn vậy. Tên lại là... Ồ, bữa đó có anh đó nữa hả? Thì nhậu ở trong đó làm chiếc của chú Linh vậy đó, làm xong rồi về nhậu đó. Rồi xong cái tủ của mình xong rồi. Chiều còn cái neo nữa là xong, lên đường. Cái tủ của mình bây giờ đã làm xong rồi cả nhà ơi. Lao chùi xong cái chất đồ vô. Có tủ mới rồi. Đó, bây giờ mình sẽ cho đồ vô. Cái cột vòi dây điện này coi. Ừ. Ở đâu rồi? Coi luôn, lon dây điện. Ừ. Không tới hả? Xích vô, xích xích. Tới chưa? Đi nha. Rồi. Cục nó để đó bị nóng không anh? Rồi sao nãy anh không lòn ở trên à? Ở trên nhìn nó đẹp hơn. Rồi cái đấy cái bó nó nằm dưới để nó dưới đó luôn. Ừ, cho em cho nằm dưới luôn đó. Sửa con kia lại cái cho nằm dưới đó luôn. Cho đấy cái bó nằm dưới đó nào tới giờ tự chạy ra. Hẹn giờ tự chạy ra. Ổ đây nữa. Giờ có mua cái phan nó đấy khoan lỗ. Ừ. Cái này ôi tính ra cái tủ này nào mình nướng á, cái mình mở cửa ra được không anh? Cái gì? Chừng nào mình nướng thịt đó mở cửa ra được không? Sợ nó hư gỗ, nóng hư gỗ. Ừ. Nóng hư gỗ. Ừ. Thì xài ở đây ra ngoài. Này chứ đấy
trưng bày thôi phải không? Ừ. Ngồi vậy coi sao tự nhiên nằm ở đây trời. Chỗ người ta nằm ở đây rồi. Chỗ này mà chỗ anh nằm hả? Giờ anh cho cái nào nó vô nó xài điện á thì anh khoét lỗ thôi. Còn như mấy cái này mình khi mình nấu đem ra ngoài đâu cần khoét lỗ chi. Đúng không? Ừ. Còn đây là cái nồi cơm điện 220. Mẹ chồng em mua. Rồi cho vô đây luôn. Tủ này là giống như để trưng bày thôi. Ông xã Ngân không có thứ hai cái máy in nữa. Cho vô học đó. Đặt. Mẹ Ngân thấy bên đây Ngân để đồ tùm lum quá. Mẹ đặt cái tủ này cho bỏ vô. Bừa bộn quá. Cái đồ tùm lum tà la hết trơn. Đó, bây giờ để vô. Anh để máy in lên đi. Lò bánh mì nè. Bây giờ Ngân còn cái ba cái lò bánh mì không? Lò bánh mì này mua khó lắm cả nhà, cho nên là mua để dành. Thì còn hai cái ở nhà tới đem xuống đây test thử. Để xin vô em. Ừ. Còn nhiều máy lò bánh mì đó. Mấy máy này bình thường Ngân hay nấu bánh canh rồi này kia, rồi cái Ngân hay nhồi bột. Cái nữa nè. Cái neo của chiếc 2004. Bữa giờ cha Ngân đặt ở Sài Gòn á. Bây giờ người ta chở xuống rồi. Nãy giờ đi xuống quên lấy tiền. Trả tiền xe. Một mẹ chuyển khoản luôn quá. Cha Ngân mua cái neo này ngay chỗ gần gần cầu chỗ gạo á. Cái neo này với giá tiền xe vận chuyển tự chảnh xuống đây 4 triệu. Còn trên đó có cái chiên vịt nữa kìa. Neo này 900 kg rồi tấn gì đó. Cái neo này để cho đang mình ăn lấy cẩm. Dạ mua cho cha không? Thôi. Đây bây giờ chú đang mẹ ở trên cái xe này người ta có cái cùng cẩu luôn. Bây giờ người ta sẽ cẩu xuống cho mình. Đây là cái giá tiền của cái neo này. Một neo ship 897 kg, 30.000 kg là 26.900.000. Với một cái này là cái bạc inox. Cái bạc hả? 2.500.000 là 29.410.000. Cái neo này là 870 kg. 897. 897 kg. Cái neo này sẽ đem qua chiếc xà lan lớn, xong cái đổi cái neo của xà lan lớn đem qua bên xà lan của mình.
ra anh đi, đưa lại cho cháu. Rồi xong rồi cả nhà ơi. Trời ơi cái neo còn 900 kg, quá sao bự. Lấy mấy cục mới mới gì. Cái neo của ngon ở dưới là chỉ có 450 hay 550 kg á. Cái neo của ngon là nó cũng vừa rồi. Sẵn chảy với chân dịch cho cái chiếc xà lan nào luôn mà có cái chân dịch cái tránh luôn, sẵn đi chuyến xe luôn. Cái mũi neo của ngon á là ngon đậu, ngon thả neo là cũng vừa rồi đó, nó không có bị lóc cả nhà, ít có lóc lắm, tại vì ngon thiếu cái cục xay, có cái cục xay ngay chỗ cái mũi neo với cái cọng cáp có cái cục xay, nhưng mà của ngon là không có cục xay. Cho nên là khi mà đậu á, xà lan mình nó trở đầu con nước trồng, con nước lớn á là nó sẽ lấp neo. Hôm bữa tính lên ụ là ngon tính làm rồi mà không có làm được. Dời cái neo, phải dời cái tàu neo xích vô trong cabin nó mới làm được. Nó hơi phức tạp chút xíu. Tại vì ngay chỗ cái tàu neo nó gần quá, mình không có làm cái cục xay, làm cái cục xay phải có thêm một cái khoảng cách nữa. Thấy cái mũi mình bây giờ nó cạn luôn rồi. Nhưng mà nước ngày này á nước cầm ương, cho nên là mình không có cạn, hồi tối đó, nó cạn nhiều hơn. Giờ ngon đi lên xà lan luôn, quá trời nắng rồi.